Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel Vlog miền núi. Hôm nay là mình lại quay lại để mà thăm ông cụ và xem quá trình xây nhà của các ông thợ ngày hôm nay như thế nào. Vì hôm qua họ cũng đã thông báo cho mình là trong vòng ngày hôm nay thì sẽ xây xong cái ngôi nhà mới này cho ông cụ neo đơn các bạn nhé. Và bây giờ thì mời tất cả bạn cùng theo chân mình đi vào bên trong để xem là họ đã xây cái ngôi nhà nó hoàn chỉnh đến đâu nhé. Đấy các bạn, bây giờ thì em đang đi trên cái con đường ám ảnh mọi hôm em hay đi này. Hôm nay trời mưa rất là to. Đây là toàn nước rồi. Nhưng mà bây giờ cháu lên đi làm chỗ cà phê gì ấy? Ông cháu làm cái nhà bên kia mà. Cái nhà cho ông cụ bên này đấy. Không phải là thật sự là nghèo mới giúp thôi. Có rượu thì cháu chịu, cháu không uống rượu. Tình cảm là trên hết đấy mà. Có thể như là một ngày bao nhiêu tiền nhỉ? Một tháng này. Đâu? Anh chị nào? Một tháng bao nhiêu tiền nhỉ? Tiền á? Tiền nó không quan trọng đâu, quan trọng là tình thôi. Có tiền làm phụ hồ đấy, phụ nghèo đây này. Không có tiền. Cháu. Gì á? Ơ, chú cứ vào đi, lăn cho cháu qua đi. Bây giờ đi à? Lăn cho cháu qua, cháu còn phải đi làm việc một tí đây. Ơ, chú cứ đi vào nhà trước đi. Chú cứ đi vào nhà trước đi. Vâng ạ. Đấy các bạn, bây giờ em đã đến được cái nhà ông cụ rồi. Xem ra cái quá trình xây nhà của các anh thợ cũng xây khá là nhanh, hôm nay chắc là hôm nay là có ngôi nhà mới rồi đấy. Quay các bạn xem nhá. Đây, đến được nơi rồi các bạn này. Ngôi nhà cũng chuẩn bị lập mái rồi. Lúc làm thì khá là nhỏ nhưng mà bây làm xong cũng trông khá là to đấy. Ý chừng này sáng cả vô thế mà. Ở ta lòng nan cho nên tí chỉ cậu rồi cả. Tại hôm nay trời mưa to quá nên là các anh thợ nghỉ khá lâu. Nếu mà không nghỉ, trời không mưa thì chắc là bây giờ lập xong cái mái nhà rồi đấy. Ôi, bây giờ sẽ cho bạn xem cái khung nhà cũ của ông cụ nhá. Nó trông như thế nào. Đây bạn ơi. Những cái đồ đạc của ông vẫn còn ở bên dưới kìa. Nhưng mà mái nhà thì bị dỡ hết ra rồi. Chuẩn bị cắt cây gỗ này để lát nữa lập mái nhà các bạn. Mặt bên kia thì cũng đã làm xong những cái sàn gỗ. Bây giờ em sẽ leo rồi. Lên trên mái bây giờ nhà chuẩn này. Bị lập mái mặt bên kia trước để xem các tay thợ xây nhà thế nào các bạn nhé. Nhưng mà hơi nguy hiểm một chút. Đây, hiện tại em đang ngồi trên nóc nhà các bạn ạ. Đấy. Bây giờ là làm xong những cái sàn này, nó là lập cái mái lên là có nhà mới rồi các bạn ạ. Đây, và em đã dặn các anh là cột những cái dây thép này vào đây các bạn này. Đấy. Cột chặt như này, không mai gió nó thổi là nó nhấc luôn cái mái đi. Buộc thế này nó không bao giờ nhấc được các bạn ơi. À, cái chỗ này cũng vậy. Tất cả các cái đầu của những cái thanh gỗ này em đều
dặn kỹ là họ cột hết bằng cái dây thép. Dù có mưa bão thế nào thì cũng không bao giờ bay được cái nóc nhà các bạn ạ. Ngôi nhà này lúc mới làm thì nhìn trông có vẻ nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà bây giờ làm xong nó khá là to và rộng các bạn ơi. Thoải mái cho ông cụ một mình sống trong ngôi nhà này. Đây bạn, ngôi nhà này bây giờ nó nằm ngay cạnh đường, sẽ tiện lợi hơn cho ông, quá trình đi lại nó sẽ tốt hơn các bạn. Bây giờ là sẽ tiến hành lập tôn, lập mái sang cái mái nhà bên này trước nhé. Thời tiết nó cũng không có ủng hộ lắm. Lúc nắng lúc mưa thì mình phải nhân cơ hội lúc nó đang chưa mưa thì làm ngay, không là lúc nó không có chỗ để mà trốn mưa. Bây giờ là em sẽ giúp đỡ các anh vận chuyển những cái tấm bro này để ra mái nhà, để lập nhanh nhanh rồi đi về bạn ạ. Không là lát nữa trời mưa đi về rất là khó. Đây, mới đóng xong cái mái nhà bên này rồi. Bây giờ chỉ còn lại một bên nữa là hoàn thành cái ngôi nhà mới cho ông cụ. Nó sẽ sai. Ông rảnh, ông đang đào cái mương. Cái mương đằng sau nhà đó các bạn. Nhìn ông vẫn còn rất là khỏe mạnh. Bây giờ là tranh thủ lập nốt cái mái nhà bên này nữa. Không là lát nữa trời mưa là khổ lắm. Cho những cái thanh gỗ này lên nữa là đóng cái tấm bro lên là xong. Bây giờ là sẽ tiến hành làm cái cửa để chuẩn bị hoàn thành một cái ngôi nhà mới các bạn nhé. Để bạn thấy ông cười rất là tươi luôn. Có điều có lũ sạ. Phải đi ấp bên luôn. Có điều có lũ phân như vậy chưa? Mỏ mình chỉ cũng đáp mỏ mình có lỏ lỏng. Có điều có thể không biết bà. Muốn có chua hả? Có chua hả? Cái này muốn mỏ gì là ô? Thì ca mà.
của ông cũng đã làm xong các bạn nhé. Đây, cho cái tấm ngói nóc lên nữa là xong cái ngôi nhà của ông cụ rồi. Bây giờ anh thợ đang đóng cái tấm ngói tôn nóc ấy, không mà mưa nó sẽ bị dột vào trong nhà. Nãy đến giờ mình mải mê đi lập mái, quên mất đi vào dưới này để xem họ làm. Đây là cái quy trình đóng cái bản lề cửa các bạn. Còn bên trong nhà thì là đang trộn vữa để chuẩn bị sang cái nền, làm cái nền bê tông. Đây ông cụ đứng đây các bạn này, cười rất tươi nhưng mà răng răng không còn này. Đi một vòng xung quanh ngôi nhà để xem bên trong nhà có tối không bạn. Không là bên trong này nó tối om ấy. Bây giờ vẫn chưa kéo được điện cho ông. Đây là bên trong nhà này, đóng cửa vào tối om luôn. Bên này là cái buồng ngủ để cho ông đặt cái giường ngủ các bạn. Đây có cái bức tường này ngăn này. Còn bên này là sẽ là cái khu vực để mà tiếp khách. Đây vào trong này thì nó khá là tối. Bây giờ là đóng cái bản lề vào cái cửa đấy các bạn này. Lúc nãy là đóng vào cái khung cửa. Đây, đây là cái ở chỗ cái khung cửa đây này. Đóng cái này vào cái cửa này nó là có thể là lắp được cái cửa rồi. Tại cửa nó kín quá, nó khít quá, bây giờ phải dọc lại cái khung cửa các bạn ơi. Nó có đèn đóng có mua đèn nào có xinh nào mà. Các bạn, là sau một quá trình làm cái ngôi nhà cho ông cụ neo đơn thì ngày hôm nay cũng đã hoàn thành rồi. Và bây giờ thì em cũng tiến hành là trao cái ngôi nhà cho ông để sau này ông có một cái cuộc sống tốt hơn các bạn ạ. Cái ngôi nhà hôm nay mới làm xong này, bây giờ vẫn chưa vào được trong nhà. Trong nhà này cái vữa nó vẫn còn rất là ướt. Đấy, bây giờ em sẽ nói chuyện với ông và trao ngôi nhà cho ông. Mặc dù là cái ngôi nhà vẫn chưa được hoàn thiện cho nó đẹp một chút lắm, nhưng mà bên trong nhà thì cửa cái kiểu vẫn làm xong hết rồi. Bây giờ em sẽ trao tặng cái ngôi nhà này cho ông để chắc ngày mai em sẽ mua lại một cái khóa hay là một cái chốt cửa gì đó để cho ông cài cái cửa cho an toàn hơn. Bút chế có không? Bút chế đó có à? Ô, nó chỉ xong một lại nó to cho bất cửa. Muốn lại cho bất cửa chả đóng một cái đạn giải nó. Ông thì em cũng nói chuyện ông rất là nhiều lần rồi. Hôm nay thì cũng tiện thể là trao luôn cái ngôi nhà cho ông. Mặc dù hôm nay là buổi tối, sắp tối các bạn đã đi làm cả ngày. Hôm nay mới xong cái ngôi nhà. Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới một người anh Việt Kiều đã gửi cái tấm lòng này để trao tặng cho ông cụ neo đơn. Và chúc cho anh luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn thành công, thành đạt trong cuộc sống. Hy vọng là trong cuộc sống này vẫn còn có những cái tấm lòng hảo tâm để yêu thương những mảnh đời khổ như thế này. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào một cái video tiếp theo. Bye bye.